Bật tính năng tiết kiệm pin trên máy Huawei MediaPad T3, bạn phải đặt. Bật chế độ tiết kiệm pin này thì khi bạn lên các bạn thấy trên này nó sẽ có hình biểu tiết kiệm, và thứ hai là màn hình nó sẽ mờ đi một chút. Còn trong này có phần đoạn dẹp không tắt này để tiết kiệm pin này. Đó, các bạn bật cái ứng dụng này lên, bật ứng dụng này lên đó, nó sẽ hoạt động toàn bộ đi khi mà khóa một lần, chọn chọn ứng dụng nào có sẽ được đó. Đó. Ngoài ra nó có cái phần là ứng dụng tốn pin, các bạn bấm vô nó sẽ tìm ứng dụng nào là tốn pin nữa thì các bạn. Và thứ ba là giảm độ phân giải mình để tiết kiệm năng lượng. Ba là nó sẽ có một mức tiêu hao và cứng của phần mềm để kiểm tra xem cái phần nào là tiêu hao nhất. Thường thì có thể là phần cứng nó sẽ tiêu hao nhiều hơn phần mềm, còn nếu mà bạn chạy nhiều ứng dụng điện ngầm thì nó sẽ tiêu hao nhiều hơn. Ngoài ra nó sẽ có một tối ưu, đây tối ưu nó sẽ đóng tất cả ứng dụng điện ngầm đi để tiết kiệm pin. Vậy là mình đã thao tác thành công chế độ tiết kiệm pin trên máy Huawei MediaPad Tab 3.